là điển trai và đóng rất rất là nhiều phim luôn. À, nhưng mà không biết giờ này ảnh đâu mất tiêu rồi, không biết anh tới chưa nữa. Anh quên, anh đừng kẹo em nè. Hello mọi người, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Hồ Bích Trâm Official. Và ngày hôm nay với chuyên mục là Du Hí Cùng Trâm thì Trâm đang có mặt tại đây, khu du lịch vườn sinh thái Chú Lộc La ở ấp Cây Gia nha mọi người. Thì từ trên Sài Gòn đi xuống đây là khoảng tầm 84 cây, là Trâm đi gần 2 tiếng đồng hồ lận. Tại vì cái đường đi nó thật sự là nó cũng hơi bị khó khăn, với lại đường hơi đông quá cho nên đi hơi xa một tí. Và ngày hôm nay thì đã tới đây rồi. Và đặc biệt là ngày hôm nay đồng hành với Trâm sẽ là một anh chàng diễn viên rất là điển trai và đóng rất rất là nhiều phim luôn. Nhưng mà không biết giờ này ảnh đâu mất tiêu rồi, không biết anh tới chưa nữa. Tại vì hẹn là đi chung nhưng mà ảnh nói là không đi chung đâu, ảnh muốn tự đi. Giờ chưa biết là anh đi tới đây chưa. Bây giờ mình cứ vô mình khám phá khu vườn trước nha. Dạ chào anh. À dạ, đây là cái xe để hành trình đấy hả anh. Dạ chào anh ạ. Dạ, giới thiệu với mọi người, đây là anh Dũng, là người sẽ hướng dẫn cho Trâm ngày hôm nay để tham quan khu vườn của chú Lộc La nha. Anh, bây giờ cái vườn đó là mình ở đây hay là mình phải đi đâu nữa? Dạ, mình sẽ có những cái xe để rung chuyển mình vào từng vườn một. Ở đây là có vườn gì nè? Dạ, mình sẽ có vườn chôm chôm. Vườn chôm chôm. Vườn sầu riêng măng cục. Sầu riêng măng cục. Vườn mít. Mít. Vườn ổi. Ổi. Và bưởi da xanh. Bưởi da xanh, vậy là 6 loại trái luôn hả anh? Dạ, đúng rồi. Wow, nhiều quá ha. Thì cái đợt này tụi em xuống là trúng mùa luôn đúng không? Dạ, đúng vào ngay mùa. Ngay mùa luôn, wow. Thật ra thì đây là lần đầu tiên Trâm xuống Long Khánh và lần đầu tiên Trâm được chứng kiến gọi là mình trực tiếp mình hái những cái trái mà mình ăn rất là nhiều mà mình mua ngoài chợ hoặc là mình mua ở trong siêu thị không à. Chưa bao giờ mà mình hái trực tiếp trên cây. Và ngày hôm nay sẽ là một trải nghiệm đến với vườn của chú Lộc La. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vô vườn. Đó. Dạ, nhưng mà giờ này còn một bạn diễn viên nữa anh. Còn một anh diễn viên nữa nhưng mà em không biết là anh tới hay chưa nữa. Thôi mình cứ vô vườn trước nha. Dạ rồi. Dạ. Mời mọi người lên xe. Dạ. Có mình em rồi anh, có mình em lên xe, có mình em. Wow, đã quá à. Chú ơi, có còn người lái không chú? À, ngồi ở đây được à, cái chỗ này là chỗ của tài xế hả? Dạ, wow, đi tham quan khu vườn là được. Ồ. Cái này dễ lái không chú? Khó lái lắm. Đi thôi. Mình cũng lái luôn. Chuẩn bị dòng nè. Wow. Trời ơi, chú lái xe đỉnh ghê luôn á. Chú lạng vậy nè. Chú lạng chỉ rồi trời. Lái xe đỉnh quá chú ơi. Mấy pha bẻ lái rất là gấp. Tới rồi mọi người ơi, giờ mình sẽ hành trình tham quan vườn chôm chôm đầu tiên nha. Ôi cha, ghê chưa? Dạ con chào chú. Rồi, chào tao. Chú. Ở đây chờ con nha, đừng bỏ con nha chú. Ừ, không bỏ đâu mà. Ở tại đây là mà nó không bỏ đâu. Dạ con chào chú. Chào cháu. Dạ, chú tên gì ạ? Chú tên Sáng. Chú tên Sáng, chú Sáng nha mọi người, chú sẽ là người dẫn mình đi tham quan vườn chôm chôm. Wow, trời ơi. Đây là chôm chôm Thái hả chú? Đây là chôm chôm Thái nha mọi người. Đã quá chú ha. Trời ơi, nguyên cái chùm lên nó chín rồi nè. Trời ơi, không được rồi. Con phải hái cho bằng được. Mình được hái đúng không chú? Được hái. Dạ, được hái ăn tự nhiên luôn ạ. Mấy trái xanh này là chưa chín đúng không chú? Ăn được luôn rồi cháu nè. À, ăn được luôn rồi hả? Ồ, cái cây kia trái xum xuê luôn kìa. Wow, dưới đây quá trời luôn rồi chú.
Nhiều ha, trời ơi. Đã quá mọi người ơi. Trời ơi. Đây, chú vô đây chú. Bẻ luôn, cháu bẻ luôn nè. Bẻ luôn hả? Chú bẻ đi, con sợ quá à. Trời ơi, chôm chôm đây, lần đầu tiên luôn. Wow. Ủa chú, chôm chôm này là mình trồng một cái cây như vậy là bao nhiêu năm thì mình mới thu hoạch được hả chú? Chắc cũng cả chục năm á. Chục năm? Chục năm à. Dạ mà con tưởng mấy tháng. Đầu mấy tháng được cháu. Dạ. 6 tháng rồi nó mới ra hoa. À vậy hả chú? Mùa nắng đó. Trời ơi. Đã quá à. Ủa, chôm chôm ở đây tự rụng luôn hả chú? Tự nó rụng à. Hái mới rụng xuống chứ. Ủa chứ nè, con thấy nó ai giống ai rụng nè. Đó, rụng nữa kìa. Sao rụng nhiều vậy? Đó. Ở đâu rồi chú? Ây da. Ây da. Trời ơi, lỗi đầu con rồi. Chôm chôm này sao nó biết chân nó có đi hả? Cái đó là nghiệp đó em. À, anh Hoàng. Vui không? Vui. Vui. Ôi trời ơi. Ủa. Vui không? Nè, anh né hết chôm chôm của chú đi. Ê, ngày hôm nay á Trâm, dạ, anh xuống đây á, em mời anh xuống rồi Trâm, em phải trả tiền cái này, anh cứ hái em ra em trả tiền, tiền của em rồi Trâm. Thôi được rồi, phê. Ôi. Sướng mặt rồi. Sao vậy? Ôi, anh xin lỗi nha. Chú cầm cho con chú. Ê, làm gì vậy? Nè, cái này tay. Em dẹp cái này. Trâm, cái này cái trái chôm chôm nó không có mắt chứ không phải anh đâu Trâm. Em cho khỏi anh là khỏi leo xuống luôn. Trâm. Rồi xong. Hất cây thang ra đố ông đem xuống được luôn. Nè anh nói cho em nghe, em nghĩ sao cây chôm chôm lại cao có bao nhiêu mét mấy à? 2 mét. 2 mét hả? Giờ nè. Gì vậy à? Để làm gì? Trời ơi nè, làm khó anh hả? Ê. Sao đau chứ sao nữa. Lỗi thiệt luôn á, anh ném cái gì mà chính xác quá vậy em hả? Hay quá, em hẹn anh từ sớm, anh xuống đây từ sớm mà giờ em lên nóng muốn chết rồi, đói bụng muốn chết luôn. Hồi nãy đi xe mấy cày á, vô đây ói mấy chập rồi, giờ ăn chôm chôm lại. Thiệt đi gì đâu mà quẹo tới quẹo lui nè. Ủa sao anh yếu quá vậy? Em đi xe mấy cày của chú có bị ói đâu mà anh nói. Trời ơi, anh ói mấy chập luôn, mặt anh xanh lè lắm á. Không công nhận cái mặt này là mặt ói thiệt nè mọi người. Ủa sao anh xuống sớm ấy vậy? Em hẹn là 9 giờ ha, em nói 9 giờ là có mặt ở dưới Long Khánh. Đi vô quay vườn trái cây, anh nghĩ là đường xá xa xôi nó sẽ kẹt xe. Anh đi trước. Đừng nói 5 giờ anh đi rồi nha. 4:30 thức nguyên đêm chú. Anh thức nguyên đêm thiệt. Mọi người ơi, không phải đâu. Trâm hẹn anh Quang á là 9 giờ bắt đầu đi. Mà ông nghe sao lộn thành 9 giờ có mặt. Em nhắn gì? Em nhắn là 9 giờ để bắt đầu đi. Anh đồng lộn thành 9 giờ có mặt. Em nói là 9 giờ, 9 giờ tới. Thôi được rồi, lỡ rồi, em xin lỗi anh. Xin lỗi. Anh muốn ăn gì em mua cho đo cho anh nha. Khỏi đi, có chôm chôm nè. Ủa đâu vậy? Đây nè. Trời. Nè. Trời ơi, thấy thương không mọi người? Xuống từ sớm luôn á hả? Xuống sớm mà. Rồi anh ngồi luôn cho chôm chôm, anh đang no rồi còn ăn có, gì nữa. Có ly nước nè. Này, thiệt luôn. Khác đúng chứ. Dù sao đi nữa thì anh cũng trả thù em được rồi. Anh cho anh em mấy trái vô mặt rồi nè. Cái gì vậy? Anh ném không có thấy đường. Ông ném không trượt phát nào mọi người. Cái này về nhớ tu đi tu lại cái đoạn ông ném bạc vô mặt em nha. Thôi vậy quá đi, giờ mình đi hái chôm chôm hay hái trái cái gì nữa đi. Đây rất là nhiều chôm chôm luôn. Vâng. Trước khi bắt đầu vô khám phá thì Trâm xin giới thiệu với mọi người. Đây là anh diễn viên Hà Chí Quang. Tên. Đây là một trong Này sao giới thiệu lúc anh mới cắn một cái em giới thiệu. Em đâu có để ý đâu. Anh lầy quá Quang ơi. Lầy em ác thì mới cắn rồi cái này bung nè. Nhục. Rồi anh Hà Trí Quang là một trong những nam diễn viên mà Trâm đóng rất là nhiều phim với anh. Và những cái năm mà lần đầu tiên bước vô nghề thì anh Quang là cái người mà đóng cặp với Trâm đầu tiên. Ngày xưa hai anh em đóng cái đây 10 năm Mơ Hoang. Đúng rồi, đó là bộ phim Mơ Hoang. Và hai anh em đóng yêu nhau đó, lúc đó Trâm đen, đúa đen thui tụi lùi. Xấu, cực kỳ xấu luôn, giờ ai mà lục lại. Thiệt luôn, ai mà lục lại cái phim Mơ Hoang coi hả? Trời ơi, xấu, đen, không. Cũng kiếp đen. Hồi xưa nhờ xấu với đen như vậy mà em được vô vai đó đó. Một con bé một vùng biển chứ bộ. Đúng không? Thôi mình không nhắc lại chuyện ngày xưa nữa. Bây giờ thì sao phải... sao trắng nè? Sao kem trộn quá. Hồi rồi anh đi. Ủa ơi, anh xài gì mà trắng vậy? Trắng đâu, anh đi không em nè. Trời ơi cái này cũng kem trộn nè. Thấy cũng... Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với lại chú Sáng. Chú Sáng đúng rồi, trời con nhớ có sai đâu.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng chú Sáng tham quan vườn chôm chôm và sau đó mình sẽ đi nhiều cái vườn khác nữa nha mọi người. Đây là chôm chôm Thái nè. Chú, cái này tí bỏ bịch con đem về đi chú, chôm trả tiền. Dạ. Con không quên đem bịch mất tiêu rồi. Hồi nãy con xem mấy cái này lượm lên luôn cái chú ha. Em ôm cái này giùm anh cái chăm. Bỏ uổng quá nè. Ôm đi. Từ từ. Cột cái áo lại, hôm nay mặc cái áo này để cột nè. Chết rồi, anh hái chôm chôm quá trời của chú luôn kìa. Dạ từ từ chú ơi, chờ con xíu. Rồi anh nhét vô đó rồi hồi ai dám ăn nữa anh Quang. Anh mang về anh ăn mình. Nhìn anh giống như bụng bầu vậy đó. Từ dạ, từ nha, để em lượm lên đã. Ông này ông phí của ghê luôn á. Đó là vậy anh gái đâu. Ủa nào phải nói hả, nó rụng hả? Ừ, bỏ vô đây, bỏ đi. Từ từ em lượm cho hết đã. Bỏ đây. Trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức trái đầu tiên, nãy giờ chưa được ăn nữa. Ôi, trong trong Thái nè mọi người. Đây. Xem lựa trái chín chín ăn. Hả? À, cua chua. Chua. Chắc không chua đâu, ngon. Nên chắc luôn. Đi thôi. Mình bỏ cái vỏ dưới đây luôn hả chú? Trời ơi, mọi người ơi. Ôi. Cái này mới đúng là chôm chôm Thái nè. Giục cái ly luôn đi. Thôi để dành nước uống hết nước rồi. Đây, đưa chôm chôm Thái luôn nè mọi người. Có ai như chăm không? Lột ăn trực tiếp trên cây luôn rồi mới sốc nè. Dạ. Chú kêu qua mấy cây xung xuê hơn kìa chăm. Ừ, ăn trực tiếp trên cây luôn rồi phải không? Có chừng cái con này nè, con rầy. Ôi trời ơi, không biết luôn á. Hai ly á mà. Trời ơi. Vậy? Chú ơi, sao cái mít nó bự như vậy chú? Rồi cái này là bao lâu nữa chín chú? Rồi cái này đúng chú, cái này mít ráo luôn chú. Ráo quá hả? Quá trời. Chứ rồi bây giờ chôm chôm có cái bọc không trời? Chú cho con cái bọc bự nha chú Sáng. Ủa chú cái này về mình cắt cái mình đóng bọc vô được mà. Đúng không chú? Nó thôi nhưng mà để chín cây đi cho nó ngon. Thường anh thấy chôm mít chín cây không có ngon bằng mình đóng cái mọc vô. Wow, cái vườn của chú lộc la mọi người, rất là nhiều chôm chôm luôn. Đây nè. Chú để cho mọi người vô tham quan á cho nên là chú chưa có thu hoạch. Nhưng mà cái đợt mà chăm xuống này nè là cái đợt mà gọi là vô mùa cho nên là trái cực kỳ nhiều luôn. Hồi nãy anh ngồi trên đó đó, tí để em thử cảm giác giống như anh kìa, ngồi trên ngọn cây ăn mới vui. Vậy hả? Ừ. Xíu đi, xíu mình lên ngọn cây mình ăn. Mình ném hai ông quay phim cho lỗ đầu chơi. Nhim nhim anh quay phim. Đi nè, thấy chưa? Nhim 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 nhim. Chú nói là cái vỏ này nè mình giục thoải mái xuống đất đi chứ không phải xả rác nha mọi. Ê, người. Em biết một cách ăn chôm chôm mới chưa? Chôm chôm thường em ăn sao? Thì lột quá. Rồi ăn đi. Lột quá. Ừ. Vậy thôi. Được, rồi sao ăn sao? Bỏ vô miệng. Em thử nhai luôn cái hộp đi. Hả? Nhai luôn cái hộp thôi. Dạ con chào chú. Chú là chú lộc la đúng không ạ? Trời ơi, vinh hạnh quá. Con chào chú. Chú. Dạ con chào chú. Chôm chôm á, con có một người bạn con ngày xưa, anh Dương Ngọc Thái á, anh chỉ con là ăn lâu lâu mình ăn luôn cái hộp được không chú? Ăn cái hộp á thì mình ăn chơi cho vui, mình ăn hoài đâu có được. Thì đó, lâu lâu có ăn không? Nhưng mà bùi. Chú, mày ăn cái hộp luôn, nó có mọc cây trong đó không chú? À, nếu mà nó mọc thì không ai dám ăn. Dạ. Này, cái mùa này thấy trái nó dạ. Có nhiều vậy. Dạ, thì tại vì con có liên hệ với vườn của mình rồi, con nghe vườn của mình là rất là nhiều trái cây luôn cho nên là ngày hôm nay là tụi con lặn lội từ trên Sài Gòn xuống đây để mà tham quan vườn của chú. Nói chung là đầu tiên là tụi con cảm ơn chú rất là nhiều tại vì đã hỗ trợ tụi con di chuyển này nọ tùm lum hết. Thì hôm qua là mấy cháu nó báo rồi. Dạ. Chú nhưng mà lần sau con không cần hỗ trợ xe đâu chú, con đi bộ được rồi. Chú biết sao không? Đi xe mấy cài ó lên ó xuống nãy giờ mấy lần. Chóng mặt đó chú. Không, công chóng nhận, mặt luôn. Công nhận là chú thấy con toát mồ hôi đến giờ vẫn còn nè. Công nhận là đi xe hoa lâm. Xe hoa lâm là xe nào chú? Xe hoa lâm là cái xe của Thái, như của Thái đó. Xe cút kích đi, hồi nãy con đi xe đó. Ủa, đâu phải. Không, nãy là xe máy cày mà. Xe máy cày, cái này là xe máy sới nè. Dạ. Còn xe hoa lâm là cái xe... Là có giống như cái xe máy đằng trước xong rồi nó kéo đằng sau đúng không chú? Đúng. Dạ. Xe đó đỡ hơn, còn cái xe này trù cái máy cày mà chú đánh lái ghê thiệt chứ. Con thấy hồi nãy giống như hai chiếc đi, giống như vượt địa hình vậy không sao? Không sao. Tại vì cái máy sới con thấy nó rất đảm bảo, nó đảm bảo hơn cái mang cái xe kia. Dạ. Yeah. Sao vậy chú? Tại vì nó là loại để đi trong rẫy, trong chủng đồng đầy. Dạ. Dạ. Nó đảm bảo lắm.
Đảm bảo lắm hả chú? Tại vì nếu mà mình đi qua ổ gà hay đi này kia là xe này đảm bảo hơn. Dạ. Yeah. Ủa mà chú cho con hỏi là cái vườn chôm chôm của mình ở đây hiện tại là có bao nhiêu gốc vậy chú? À, bây giờ chú nói con nghe thế này, cái vườn chôm chôm này chú liên kết với các chủ vườn này. Dạ. Yeah. Chú liên kết với chừng vài chục vườn rồi. À, vài chục vườn luôn hả? À, để chi? Để khi vườn này nó hết là chạy qua bên kia liền. À. À, là luôn 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 mình có cái nguồn trái cây cho khách. Chăm chăm cho phụ anh khác. Có bịch rồi. Có bịch rồi mọi người ơi. Qua từ từ nè. Nhìn nóng như cái bầu vậy đó. Ta thích là bên đây coi. Rồi. Rồi xong. Lấm. Qua đi. Rồi xong. Qua. Giờ mình đi hái gì? Hái chôm chôm luôn. Không, bây giờ chôm chôm ở đây thì mình sẽ hái mấy ký đi ha. Mình hái về mình đãi cho đoàn phim đúng không mọi người? Lâu lâu mới có dịp hái tận tay luôn mà. Dạ. Đây nói thẳng chú là nông dân là địa phương. Dạ. Nên ba cái vườn nào thì nó thẳng ra địa bàn của chú nắm. Dạ. Nên mình chỉ liên hệ với những cái hợp tác với các vườn chôm chôm mà nó thấp nè. Dạ. Để cho khách tham quan du lịch. Tới tham quan du lịch người ta đứng xuống người ta bẻ được nè. Dạ, dạ đây chú. Vườn mà cao tuốt kia làm sao bẻ. Dạ. Chú. Nhưng mà khi mà khách mà bẻ giống như tụi con vậy nè, ra có bị cân ký không chú? Là đặc biệt là không có kinh phí. Tôi nghe cái chuyện này không được. Ông này ông đầy hàng lắm chú. Bây giờ thí dụ mà mình khách vào thì người ta mua vé. Dạ. Mua vé là 50.000 có xe chở tới. Dạ. Nơi. Người ta có quyền ăn từ sáng tới chiều hoặc người dạ. ta muốn trải bạt đây để ta mang thùng kẹo. Dạ. Là ăn no thôi. Đúng. À tới đây kẹo kéo hát karaoke. À. Rồi ấy, người ta ăn từ sáng tới chiều cũng vậy. Dạ. Là cũng một vé đó thôi. Dạ. 50.000 mà ăn từ sáng tới chiều cho mọi người ăn đến khi nào mà no khi thì mà thôi. Mà mình muốn mang về thì đăng ký tính tiền. Dạ đúng rồi, cái đương cái chuyện. Mà cân thì tới này người ta ở đây cái nó phải mắc hơn ở ngoài. Dạ. Tại vì lý do là mình lựa, ví dụ là con có quyền lấy bọc, con đi lựa chuyến lấy này. Lấy từ trái từ trái. Trái nên cho cái nó mắc hơn nhưng mà đẹp hơn. Nhưng mà chú có bị lỗ không? 50.000 mà chú cho ăn thoải mái, gặp con là con ăn hết cây vậy đó. Anh ơi, đâu có phải ăn như anh đâu. Không phải. Con có ăn có giỏi lắm, con ăn nửa ký là hết. Chú thi với con đi, con ăn 2-3 ký luôn. Em với anh thi với nhau. Cái gì? Con ăn được 2-3 ký chú cân. Em với anh ăn. Phải không? Mỗi đứa 1 ký. Một ký là khoảng bao nhiêu trái chú? Chú kêu là 32 trái. 32 trái hả? Chú kêu là con người giỏi lắm, là ăn có nửa ký. Bây giờ ai ăn hơn 30 trái thôi, mỗi người ai ăn mà trước bao nhiêu chục trái là người đó thắng. Ăn thì phải bao cái chầu mà con thua gà. Rồi tại vì hỏi con có ăn rồi mình này chưa ăn. Yeah. Chú kêu đừng có tự tin vậy, con ăn được nhiều lắm chú. Dạ dạ dạ, hái đi. Rồi bây giờ tìm chỗ nào đó ngồi thì đứng đây ăn. Rồi gốc cây không. Hồi nữa con chơi đây xong, thi. Con giờ lên mày... cái nhà tên này là chôm. Để tham quan vườn chôm chôm với chôm chôm sầu riêng. Dạ. Thì có cái nguyên một cái nhà mát lắm. Dạ. Đó mình đếm ra. Dạ, mình thi. Dạ. Dạ. Chú. Chú làm trọng tài cho. Dạ. Yeah, cảm ơn chú rất là nhiều. Nhưng mà có ăn hồn không chú? Hả? Ăn hồn luôn. Hả? Tại vì mình thích ăn. Ai thích ăn thì cứ ăn. Dạ đúng rồi. Ông ăn hồn cũng no đáng chịu. Dạ chú. Rồi bây giờ mình sẽ đi hái chôm chôm nha mọi người. Hái cái chôm. Mấy trái đỏ. Hai mấy trái đỏ thôi. Cái đỏ lớn. Chết rồi chú, cho tụi con vô vườn là lỗ rồi chú ơi. Không có lỗ vốn đâu. Không có lỗ vốn đâu. Mấy con ở thành phố về mà báo giờ là chú cũng vui vẻ lắm chứ. Dạ. Chú ở trên thành phố là cái 1 ký trong cho là 20.000 ký đúng không ta? 20.000 đúng không? Ôi, mắc hơn chứ. Hôm bữa trước em mua đến những 35.000. 35 đầu mùa bây giờ là 20 rồi. Dạ hả? 20 rồi bây giờ chú 50.000 một vé thôi, con ăn 10 ký. Trời ơi. Thấy chú không? Chú cười nhưng mà lòng chú đau. Không đau. Không đau. Mình như vậy đã làm âm kinh tế. Dạ. Phải nắm bắt được là nó đau hoặc không đau chứ. Dạ. Mấy chú, con xuống đây là nó cũng là cái biểu tượng cho dạ. mình của chú. Dạ, cảm ơn chú. Rồi bây giờ mình cứ tàn tàn qua bên kia, mình hái được bao nhiêu mình hái rồi mình đi ra xe luôn ha. Chú, bây giờ mình đi qua cái vườn nào vậy chú? À, qua vườn sầu riêng mang cục để... À, sầu riêng mang cục mọi người ơi. Chú, sầu riêng là thường mà vé nhiêu chú? À, sầu riêng là không bán vé. Không, ăn vé tham quan. Ăn nhiêu được luôn chú hả? Đâu mình ăn thì mua tại vườn.
Ủa sao được như trơm trơm chú? Hả? Sao riêng sao được như trơm trơm? Trời ơi, cho chú lỗi chết á anh. Anh khôn quá à. Con biết là sầu riêng lúc mà đầu mùa của năm ngoái 90 ngàn một ký mà ba người làm 10 ký 900 ngàn. Dạ đúng rồi. Bán vé anh sao đây? Bán vé kiểu gì? Cái đó tham quan thôi, còn ai muốn này mua. Chú nói rồi. Chú, cái đó ai muốn mua thì mình cân ký. Chú nói người nông dân mà đâu có cần đâu. Trời ba người đàn bà ngồi quốc cho mày á là một theo ba người đàn bà cả. Chú nói ai vô vừa sầu riêng á mà ba người đàn bà mà vô ăn 9 ký coi như chú lỗ luôn. Mà chú quên rồi, chú ta nói đàn bà ăn nhiều chứ thật sự đàn ông ăn nhiều hơn. Dạ. Bẻ thêm đi. Qua bên kia nó không có chôm chôm nữa đâu. À, vậy hả chú? Vậy thôi để mình leo lên một cái cây rồi đó mình hái đi. Ê, cái trái này nó. Ê, nguyên cái chùm này nè. Cái nguyên chùm nó đẹp hết. Ê cha mày ơi, rớt mất tiêu rồi. Nè. Để con nhảy lên nha chú. Rồi. Chậm. Trèo lên hái luôn đi. Trời ơi, con là thánh trèo mà. Chú có thuê người hái chôm chôm không chứ con he con leo dữ lắm. Leo hái. Nhưng mà con đang tìm cái cây nào đó trái trái nhiều nhiều. À, cái này là bên chùm. Con có cái chùm này không? Chùm hơi bây giờ nè. Trèo lên đây xong ngay nha. À rồi. Không, được chú, con leo được mà. Con đảm bảo an toàn, chú yên tâm đi. Bỏ giày ra đi chấm. Em bỏ giày ra chấm. Thôi không cần. Hả? Bỏ giày ra trơn. Không, để mấy, giày nó mà không trơn á. Mấy mùa mưa nè. Đây, mọi người ơi. Ê, em rớt sao rớt kìa, đọc lên. Tên, nè anh Quang, bỏ vô. Từ. Trời, đã thiệt sự luôn á. Coi chừng nha, cẩn thận nha. Ê, lên trên kia kìa. Chết cha rồi, em đứng cái tướng gì vậy? Cái gì? Ây da, trời ơi, cái này có con trái à. U kiến. Anh Quang, anh đừng kẹo em nha. Cái ốc nè. Cái vỏ ốc mà. Cái hết gì? Rồi, hết ốc cái chùm đỏ rồi. Ốc thiệt nè. Cái này nó chưa đỏ. Trên đầu em kìa, trên đầu em kìa chấm. Hả? Trên đầu em nè, nghe trên đầu nè. Đâu? Đây nè. Qua cây khác đi ạ. Kiến quá mọi người ơi. Hơi kiến nha. Kiến đầy tay luôn à. Hừ, ghê chưa? Như siêu nhân á chú. Con gái bằng nhân trai á. Trời rồi, chắc đủ rồi chú ơi. Chú ơi. Nhiều quá rồi. Tao ở dưới mà tao còn hái trái bự. Kiến không rồi chú. Ở chú. Cái ăn chôm chôm người ta cứ ăn chôm chôm nhiều nóng mà chú. Nóng. Nóng đúng không chú? Bởi vậy anh ha, mình hái cho cố vô đi. Con thấy vậy. Ê, chú ơi. Đầu tiên mà nóng ra chữ nữa. Dạ. Ôi cái chùm này cái trái nó màu đẹp quá. Cây này lùng nè chấm. Quá trời trời, đây nè. Wow. Đúng là kiểu là lần đầu tiên được tận tay hái vườn á mọi người. Đã lắm, cảm giác đã lắm. Mệt quá. Anh Quang anh nhiệt tình quá luôn anh Quang. Hả? Anh Quang ngày hôm nay quá nhiệt tình mọi người à. Tại vì ngày hôm nay chú kêu là cho mình hái xả láng á, thì mình cứ hái cho đừng có phụ lòng chú. Ông này cũng vậy. Dạ đúng không chú? Dạ. Hồi nãy có đi bộ vô đây luôn á chú. Con đi xe ói con không chịu nổi con đi bộ vô đây. Bỏ đây. Đây này quá trời trái đỏ nè. Chưa bao giờ thấy nhiều chôm chôm nha. Hái mà say sẵn mặt mày luôn mọi người. Nhìn đâu cũng thấy chôm chôm, nhìn đâu cũng thấy trái chôm chôm hết. Cho nên mọi người tranh thủ vào vườn của chú Lộc La đi, để mà chúng ta tham quan và trải nghiệm hái chôm chôm tại vườn nha. Còn bây giờ thì Trâm với anh Quang với lại chú Lộc La với lại chú Sáng sẽ đi qua vườn sầu riêng và măng cụt. Bye bye, đi qua đó nha. Kính thưa quý vị và các bạn, và sau đây là cuộc thi đấu giữa Hà Thúy Quang và Hồ Bích Trâm. Ai sẽ là người ăn hết một ký chôm chôm, một ký chôm chôm trước, ai thắng thì người đó sẽ được cái gì? Cổng người kia đi vô trong. Cổng người kia đi vô trong. Rồi cổng từ đây vô kia bao nhiêu mét thì chú? 100 mét luôn chú ha. 200 mét. 50 à. 50 mét. Cổng 50 mét vô trong kia nha mọi người. Không tha nha, thua là phải cổng phải nha. lết cũng phải cổng lết vô nha. Rồi dạ 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 con cổ vũ cho ai? Hai đứa cổ vũ cho ai? Cho cô tên gì? La to lên. Cổ vũ cho ai? Cô Phương
Yeah, khán giả cổ vũ cho cô Hồ Bích Trâm thôi. Rồi. Anh có điện thoại không? À, không, để chú. Và ngày hôm nay chú Lộc La sẽ là người trọng tài. Rồi. Công bằng nha chú. Rồi, công bằng, công bằng. Anh đem đếm lại đi, ông này dễ ăn gian lắm. Ăn gian rồi nào. Chú giờ chứ là 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè, 12 nè, 14 nè, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Rồi, mỗi bên 30 trái nha mọi người. Em đứng đúng không vậy? Đúng chứ, chú là người kiểm mà. Đúng không chú? Đúng, 30, 38. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đua mọi người à. Rồi, chờ xíu nha. Ôi, khởi động tay chân nè. Cố lên nha, ở ngoài nhớ la lên, cố lên, cô chăm nghe chưa con. Rồi, chừng nào chú kêu bắt đầu rồi tụi con bắt đầu nha chú nha. Có ai cổ vũ cho chú Quang không? La to lên nè, có ai cổ vũ cho chú Quang không? Yeah. Rồi. Rồi chú ơi bù luôn tí được coi cô chăm cọc. Rồi chú, dạ chừng nào chú hô sẵn sàng rồi tụi con bắt đầu nha. Rồi, sẵn sàng. Dạ. Bắt đũa chưa chú, chưa kêu bắt đầu mà. À, cái hộp cái này nè. Cái ta. Cái hộp cái này chứ. Ôi trời ơi, cười quá không được luôn á. Ai, em ăn nhanh với chú ơi. Cô giữ nha cô. La tên cô lại lên. Ăn đầu tiếp. Em thua. Rồi, chắc thua rồi. Ai đó gặp luôn rồi, ăn không nổi nữa. Người này, ông đang mắc cười quá. Mình nhìn ổng mình cười, mình nhìn ổng mình cười á, mình không ăn được. Đúng vậy. Đúng rồi, gọi xe cứu thương chú ơi. Dạ con. Ổng ăn ghê quá. Chú mà cho ổng vô vườn trái cây của chú là chú lửa. Trời ơi, con cũng nít xong luôn á. Tao bỏ vô đây bớt. Con còn 6 trái. Đi đi. Chạy lấy chú chứ thằng gì. Rồi xong rồi. Mày hỏi trời có biết chăm là cây không? Bây giờ là chăm ăn còn dư quá trời con là phải ăn luôn cái hộp luôn bộ. Lấy cô nữa. Lấy cô Khanh lấy cô. À không cần, cô không cần đâu con ơi. Lấy cái hộp ra. À công nhận á mọi người. Trong chơi mà mình ăn nhâm nhi á thì ok chứ rồi. Chung hết trong đời ai cũng. À, ăn cái kiểu này chắc chết. Anh đó. Mà đã nói rồi ăn là phải trường quen. Mình ai mà chơi xin khấu ăn của em không được đâu. Giờ nó dính đầy răng nữa nè. Anh ghê đẻ đấy. À, giờ có tôi rồi. Tổng hả? Có bị tổn hại cái lưng gì không ta? Rồi, đứng lên nè, cản tội luôn nè. Giờ sẽ cổng vô luôn nha. Hai đứa, nhớ cổ vũ cho cô nha hai đứa ơi. Lên anh. À, 70 kế trai ơi. Trai ơi. Mấy cháu đừng. Bởi vậy á, vừa được ăn vừa được cổng. Trời ơi, sao anh đạt với mình quá trời. Nhìn lên. Trời ơi. Chết rồi. Anh không có tha. Bây giờ mà cổng nữa là té nữa đó. Cái mỏ quá không. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vậy là tham quan chôm chôm nè và thi thách thức với lại anh Hà Trí Quang và Trâm đã thua một cú rất là đau đớn mọi người à. Không ngờ ông nặng như con heo ấy. 70 kg hơn ký chôm chôm vừa ăn nữa là 71 kg. Bây giờ hình lại con gà nữa đó, con gà 2 kg. Mệt quá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã coi khám phá vườn chôm chôm của chú Lộc La ngày hôm nay. Và hẹn mọi người trong tập sau. Tập sau sẽ là gì mọi người nhớ đón xem nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.